Xin chào các bạn, hôm nay là một ngày chủ nhật rất là đẹp trời thì mình sẽ quyết định làm một cái video về mô hình giá cũng liên quan tới Price Action, và mình hy vọng rằng sau video này thì các bạn sẽ biết rằng cái kiến thức nó quan trọng đến mức nào, và chỉ cần một video này thôi thì mình tin rằng khi mà xem xong video này thì các bạn đã nhận ra rằng các bạn đã bỏ lỡ rất rất nhiều cơ hội, rất nhiều cơ hội trong quá khứ, và mình hy vọng điều đó sẽ không có xảy ra trong tương lai nữa đối với các bạn, và các bạn sẽ áp dụng cái mô hình này thật là thành công để các bạn đầu tư cho thật là tốt, kể cả chứng khoán, kể cả Bitcoin, kể cả thị trường Forex, một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Ok nhé, nhìn đơn giản như này thôi nhưng mà mình hy vọng sau cái video này chắc khoảng tầm 20 phút thôi thay đổi tư duy của các bạn rất là nhiều, và mình rất là hy vọng điều đó ha. Mình muốn giúp đỡ các bạn điều đó. Rồi chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Thì bài học ngày hôm nay là về mô hình cái name. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái name là gì. Ở tiếng Anh là wet pattern. Rồi thứ hai là mô hình name báo giá tăng. Và thứ ba là mô hình name báo giá giảm. Và thứ tư là chúng ta thực hành phân tích cái mô hình trên thực tế như thế nào. Đầu tiên mình sẽ đi qua là mô hình name là gì. Mô hình name là cái hình nó như thế này này. Đó, các bạn nhìn cái hình tam giác nó như thế này này. Và nó rất là giống với cái vật để người ta chêm vào chân bàn, chân ghế hay là cái gì đó, đúng không? Ví dụ nó bị khập khiễng, chúng ta dùng cái miếng gì xéo xéo như này chúng ta chêm vào. Thì tiếng Việt mình dịch ra là cái name, hoàn toàn tiếng Anh thì tên của nó là wet pattern ha. Và cái vùng trên này á là một xu hướng giảm, và vùng dưới được xem như là một xu hướng tăng. Thì khi mà giá, đầu tiên là đây là cái chiều cao của cái name, giá nó dao động như thế này. Lúc đó thì bắt đầu là các bạn nhìn bằng mắt thôi, các bạn sẽ thấy rằng giá cái vùng dao động này càng ngày càng hẹp lại, càng ngày càng hẹp lại. Và tới một lúc mà nó hẹp tới mức độ này rồi này, và nó có sẽ là bứt phá ra hai bên, nó sẽ bứt phá ra một trong hai hướng. Đó, và nếu nó bứt phá lên thì gọi là hướng tăng, còn bứt phá xuống thì cái xu hướng sẽ giảm tiếp. Đơn giản như thế thôi các bạn. Rồi, còn mô hình báo giá tăng thì sao ha? Thì thường nó sẽ xuất hiện ở cuối một cái xu hướng giảm giá, một cái chu kỳ downtrend. Và sau khi cái mô hình này nó bật lên như thế này rồi thì các bạn biết rằng đây chính là cái giai đoạn rất là tốt để chúng ta có thể là mua vào. Tại vì mô hình name là một mô hình giá rất là quan trọng. Và khi mà những tổ chức tài chính lớn mà nó thấy là giá bứt ra khỏi cái mô hình này đi lên thì nó sẽ mua rất là kinh khủng. Thì khi đó các bạn cũng mua theo, các bạn ăn theo, gọi là ăn theo những tổ chức cá mập nha, mình nói rồi nha. Rồi, thì chúng ta sẽ kiếm tiền theo thôi, rất là dễ thôi ha. Đây là cái biểu đồ thực tế, biểu đồ vàng này, các bạn sẽ thấy là giá nó như thế này, giá nó như thế này. Và nó bắt đầu là bứt ra khỏi đây, và nó bắt đầu tăng lên. Đây là một mô hình rất là căn bản, nhưng mà cũng rất là quan trọng nha các bạn. Thì trong Price Action á, sau này mình sẽ làm một cái bộ đầy đủ, các bạn lưu ý đón xem. Hiện tại thì mình chỉ cưỡi ngựa xem hoa cho các bạn hiểu là reaction nó thực sự mạnh mẽ như thế nào thôi. Đó. Chả cần cái công cụ chỉ báo nào cả, RSI rồi mấy cái đó là chỉ có chúng ta đang học là lớp 1 thôi. Còn lên reaction là chúng ta đã học những cái lớp nâng cao chuyên sâu. Tí nữa mình sẽ qua những biểu đồ thực tế, mình sẽ nói cho các bạn là cái điểm mua, điểm bán nó như thế nào cho hợp lý nhé. Còn đây là chúng ta sẽ thấy là cái mô hình này nó nằm ở dưới một cái chu kỳ giảm giá, và khi nó bứt phá lên thì giá nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Đó. Rồi đây là mô hình báo giá giảm. Thì ngược lại với mô hình báo giá tăng thôi, thì mô hình name mà báo giá giảm thì thường là nó sẽ nằm trên đỉnh của một chu kỳ gọi là uptrend. Đỉnh của một chu kỳ uptrend nhé. Đó. Thì khi đó các bạn thấy những cái đỉnh này nó hẹp dần lại này, và những cái đáy đó, và giá nó dao động trong đây. Thì cuối cùng á, nếu như mà các bạn thấy này có một cây nến nó phá mạnh qua đây, nó đi xuống thì giảm giá và giảm rất là mạnh. Các bạn lưu ý những cái mô hình giá, nếu mà giá nó phá qua được nó giảm hoặc tăng rất là mạnh nhé. Chúng ta biết điều đó là chúng ta mua bán đừng có sợ cái gì cả ha. Người ta bảo là đầu tư đầy rủi ro, tuy nhiên là chỉ có chúng ta không biết thì nó mới rủi ro thôi. Chúng ta biết chúng ta đang làm gì thì chúng ta chả rủi ro gì cả, và chúng ta kiểm soát được luôn cái rủi ro đó. Ví dụ như
chúng ta biết là nếu mà chúng ta mua thì giá nó sẽ giảm, và nếu mà giá nó không giảm mà nó đi ngược lại thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái tình hình bằng cách là chúng ta đặt stop loss, chúng ta chỉ chấp nhận lỗ bao nhiêu đó, chúng ta kiểm soát được mọi việc thì nó không còn rủi ro nữa, có thể gọi là mạo hiểm thôi chứ còn không rủi ro. Chúng ta biết chúng ta đang làm gì thì chúng ta không có sợ nữa, chúng ta chỉ sợ khi mà chúng ta không có biết là chúng ta đang làm gì thôi. Đó, hiểu không? Rồi tiếp nha, mô hình báo giá giảm này, mô hình báo giá giảm, đây là cái chu kỳ tăng này đúng không? Đó, cái xu hướng tăng lên như thế này, giá nó cứ hẹp, đó, và cuối cùng nó bứt ra khỏi cái này, nó bắt đầu giảm xuống, đó, đơn giản thế thôi các bạn. Các bạn thấy bạn học mình, các bạn thấy rất là đơn giản, đó, nhìn nhận vấn đề rất là bình thường, đừng có nghĩ là đầu tư là cái gì cao siêu lắm, đầu tư là cái gì đó rất là dễ, mà các bạn phải biết á, các bạn phải biết chứ không vậy này, khi mà các bạn bị người ta đố một cái câu đố gì đó khó. Đó, các bạn cảm thấy câu đố rất là khó, tuy nhiên các bạn biết đáp án rồi thì nó rất là dễ. Thì đầu tư cũng thế thôi, khi mà các bạn biết được cái quy luật của thị trường nó vận hành như thế nào rồi á, bạn đã nắm trong lòng bàn tay cái cách thị trường nó đi như thế rồi, thì nó sẽ vấn đề chỉ còn là tiền nó tới thôi, chứ còn không có khó gì cả. Đó, cứ tự tin lên như thế, đừng có sợ nhá. Nhất là những cái bạn mà đầu tư mà lỗ rất nhiều rồi á, nói mình là anh ơi giờ em thấy em nhát tay quá, em vô nhìn đâu cũng thấy lỗ, em sợ quá, không dám đầu tư nữa, thậm chí không dám làm lại. Nó cứ bình thường, cứ bình tĩnh đi, mọi việc đâu còn có đó, sợ gì mà sợ. Do chúng ta không có kiến thức mà chúng ta học thôi, chúng ta đầu tư đại rồi nó lỗ chứ, chúng ta biết chúng ta đang làm gì thì rất là ok thôi. Đó, và mình sẽ cho các bạn thấy trong cái quá trình phân tích biểu đồ thực tế nhé. Chỗ này biết như chữ S rồi, không sao nhá, ai cũng có lỗi cả, thì cả mình. Rồi chúng ta sẽ qua đây là cái biểu đồ euro đô la yên Nhật. Các bạn xem cái video số 10 mười mấy nhỉ, buổi trước là video số mười mấy rồi nhỉ, bài hôm nay là bài số 15 nhé, bài số 15 đó, buổi trước mình làm bài số 14 rồi đúng không? Rồi thì ở cái bài số 14 á, ngay cái video trước này này, thì ở cuối video mình đã share cho các bạn một cái kèo, các bạn nhớ không? Bạn không tin nếu bạn lật lại cái video trước cái video này nhé, thì mình có share cho các bạn cái kèo gọi là kèo đô la yên, và mình nói là các bạn cứ bán ở đây, đặt stop loss ngay trên cái đỉnh này, và mình còn giữ nguyên cái này, bán ở đây và đặt stop loss trên đây, và chất profit dưới tầm gấp 2, gấp 3 lần. Đó, thì các bạn đã lãi cái kèo này rồi, đúng không? Giờ giá nó đi như thế này rồi này, đó, cái mô hình chúng ta như thế này, giá đi như thế này. Và tại sao nó lại như vậy? Tại sao mình lại share cho các bạn cái kèo này? Và tại sao là nó lại diễn ra đúng y như vậy ha? Thực ra là mình không có đoán nhé các bạn. Và mọi chuyện là qua phân tích cả, và các bạn cũng cứ tin tưởng mình đi. Các bạn cũng có khả năng phân tích không thua gì mình, thậm chí các bạn phân tích giỏi, đầu tư lâu thì các bạn còn hơn cả mình nữa. Vì ngày xưa mình là một thằng rất là gà thôi. Thì đầu tiên bữa trước mình share cái kèo này, đầu tiên là các bạn thấy là đây là một cái mô cái xu hướng giảm đúng không? Đó, và áp dụng cái gọi là đến pin 3, chúng ta có cái pin 3 ở đây nằm ngay xu hướng giảm, thể hiện là cái lực bán mạnh, có khả năng là bán mạnh hơn mua. Sau cái việc đó rồi á, thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng thêm một cái mô hình nữa, đó là mô hình quét pattern, mô hình cái nêm trong cái trường hợp này. Bây giờ mình đang để biểu đồ ngày này, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái biểu đồ tầm 4 giờ nhé, cho các bạn nhìn rõ hơn cái khúc này nhé. Đó, cái khúc này chúng ta sẽ có một cái mô hình nó đi như thế này. Đây, đó, mô hình là giá nó đi như thế này, được chưa? Giá nó đi như thế này, từ đáy lên tới đây. Sau đó là chúng ta lại có một cái xu hướng nó đi như thế này. Đây rất là giống với cái nêm. Đây rất là giống với cái nêm nhé các bạn. Đây này, giá nó sẽ dao động trong cái vùng này. Đây, dao động trong cái vùng này. Đó. Rồi khi mà nó bật qua cái nêm nó đi xuống dưới như thế này á, thì đó chính là một cái dấu hiệu là giá nó sẽ giảm, và giảm rất là mạnh. Đó, các bạn thấy không? Rất là chính xác nha. Mô hình này rất là ok ha. Đó là mình phân tích cái kèo mà bữa trước là tại sao mình share cho các bạn, ngoài cái việc là dùng cái pin 3
thì chúng ta còn dùng thêm mô hình cái nêm nữa. Thì đối với những người thận trọng á, thì họ sẽ không mua bằng pin 3, tại vì nó chỉ có một cái yếu tố này cộng với downtrend thì rất là nguy hiểm, nên họ sẽ chờ, ok, chờ tiếp cho tới khi mà nó phá cái mô hình cái nêm này đi xuống thì họ sẽ bán ra, và họ sẽ bán ra ngay tại đây hơn. Và lúc trước mình đã share với các bạn thì mình cũng nói các bạn là bán ra ngay tại đây, và giờ ăn được một khúc rồi. Thì mình cũng rất là ít khi share kèo các bạn. Các bạn hiểu tại sao? Tại vì có những bạn rất là mạo hiểm, tại vì các bạn quá tin tưởng vào mình và các bạn thấy mình share kèo là các bạn nói ui thằng này share kèo này đúng là cái chắc, nên là các bạn ấy là bắt đầu là mua với số tiền rất là lớn. Và dẫn đến là nếu mình cũng có thể mình sai chứ, nên là mình đặt top loss này đó. Và nếu như các bạn đã quá chủ quan vào cái kèo mình share thì các bạn sẽ bị lỗ rất là nặng, nên mình là rất là ít khi share kèo, mong các bạn hãy thông cảm điều đó nhé. Thỉnh thoảng là mình share cho vui thôi, ai bắt được kèo thì bắt thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ có một hình cái nêm ở đây này. Đây các bạn nối này lại nữa ha, một này ha. Đây rồi, khi mà các bạn thấy là giá nó bứt qua được khỏi cái nêm này là nó nằm ở trên một cái xu hướng tăng, đúng không, trên một cái chu kỳ tăng giá, cho nên là nó nằm ở trên đỉnh này, thì khi mà nó phá vỡ qua đây đi xuống thì báo hiệu rằng giá giảm sẽ rất là mạnh hơn, giảm rất là mạnh đó, mô hình cái nêm là như thế đó. Còn khi mà ở dưới một cái chu kỳ giảm giá thì sao? Ví dụ như đây chúng ta có một cái chu kỳ giảm giá này, có một chu kỳ giảm giá, thì khi mà chu kỳ giảm giá xảy ra thì các bạn chờ thôi, hãy chờ đợi, chúng ta xem coi cái mô hình cái nêm nó có xuất hiện hay không. Mô hình cái nêm rất là dễ xuất hiện các bạn, mô hình cái nêm như thế này, đây, nếu mà vẽ từ trên đây xuống thì nó sẽ trông như thế này, đó, thì đây là cái nêm, đây là cái nêm ha, thì khi mà giá nó vượt qua khỏi cái nêm này, đó là chính là lúc mà chúng ta mua vào, lúc chúng ta mua vào, thì ở đây là cái việc mà mua thì các bạn hãy quản trị rủi ro cho thật là tốt bằng cách là chúng ta đặt stop loss ở đây, chúng ta sẽ mua vào ở đây, đó, và chúng ta đặt stop loss đó ở đây, đó. Còn take profit thì gấp 2, gấp 3 lần gì đó ở trên đây, thì cái việc đó là rất là ok. Thì hiện tại ở cái chỗ này thì stop loss là tầm là 180 mấy pip, nó chưa tối ưu, mà các bạn hãy chuyển qua những khung thời gian nhỏ hơn để các bạn tối ưu hóa cái sự đặt stop loss đó nhé. Ở đây cũng có một cái nêm nữa này, nó xuất hiện rất là nhiều nha các bạn, xuất hiện rất là nhiều đó. Kể nãy giờ là các bạn thấy là mình để cái cặp là đô la in này đó, mà quá trình mô hình cái nêm rồi, thấy không đó. Nhưng mà các bạn dùng thêm nhiều cái khác nữa thì nhiều cái biểu đồ khác là rất là ok. Ở những ngày gần đây thì Bitcoin tăng lên 11.000 rồi đúng không, mình sẽ cho các bạn xem mô hình cái nêm bên thị trường Bitcoin nhé. Đây ví dụ như Bitcoin như thế này đó, các bạn biết cái mô hình cái nêm này thôi các bạn đã đầu tư thành công Bitcoin lắm rồi, khỏi cần mô hình khác luôn. Đây là cái chu kỳ giá giảm này, ok chưa, chu kỳ giá giảm như thế này đó. Và bây giờ là chúng ta là thấy là có cái xu hướng tăng nhẹ ở đây đó, xu hướng tăng nhẹ này. Đó, bây giờ là giá nó bứt qua khỏi mô hình cái nêm nó đi xuống này, chỉ cần nó bứt qua khỏi cái mô hình cái nêm nó đi về phía nào thì giá nó sẽ đi mạnh về phía đó, các bạn chỉ nhớ giùm mình cái đó là được thôi. Đó. Ai đầu tư Bitcoin thì lỗ không biết chứ mình thấy là đầu tư Bitcoin rất là dễ và lãi rất là nhiều. Đây mô hình cái nêm đây. Đó. Ở đây cũng có mô hình cái nêm này. Ở đây cũng có mô hình cái nêm này. Trong cái trường hợp là giá nó giảm. À, tại sao mình lại hồi trước mình lại kêu là các bạn mua? Còn khi mà giá Bitcoin nó tầm là 3.000 mấy. Đây là một mô hình cái nêm. Được chưa? Thì mình rất là ít share kèo, mình không có bao giờ mà mình up kèo lên mạng đâu. Tại vì trên mạng có rất là nhiều thành phần mình share kèo cho rồi còn chửi mình nữa, nên mình không thích nữa. Đây là khi mà giá nó phá qua được đây này, nó lên này, đó là một nha. Đây này nè, các bạn thấy mô hình cái nêm nó xuất hiện liên tục và liên tục. Nếu như mà các bạn hiểu, các bạn đã vận dụng thành công thì các bạn đã thành công này. Đây là mô hình cái nêm này đó, giá nó bứt lên này, chúng ta sẽ có một điểm vào thị trường, điểm vào thị trường ở đây là một này, ở đây ha. Đó. Tiếp nữa mô hình cái nêm xuất hiện liên tục như này và nó cho các bạn thấy là giá nó cứ là giá tốt liên tục mà mình không nhìn ra đâu là cơ hội. Các bạn mình nói lại rồi nhá, các bạn hãy luyện trí tuệ cho thật nhiều, đọc sách nhiều vào, xem video nhiều vào, và thực hành nhiều vào thì các bạn nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Mình thề luôn là bây giờ mình nhìn đâu mình cũng thấy cơ hội cả.
Bitcoin này ha. Đó. Đấy, thấy điểm vào thị trường liên tục và hiện tại bây giờ nó tăng lên là tầm 10, 10, gần 11.000 rồi, hôm qua lên 11 ngàn mấy rồi. Bây giờ là giá nó chưa có dấu hiệu giảm thì các bạn cứ để im nhé. Mình sẽ giữ Bitcoin liên tục. Đó. Nhiều bạn hỏi mình là giữ tới khi nào bán, mình nói chừng nào nó chưa phá khỏi cái đường downtrend như thế này, còn nằm trên cái con đường đó, còn nằm trên cái vùng này là mình còn giữ, chừng nào nó phá qua đây xuống mình bán ra xong, rất là đơn giản, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Đó, mô hình cái nêm nhé. Rồi tiếp nha, ví dụ như ở Bitcoin rồi phải không, Forex rồi phải không, Forex ngoại hối rồi, Bitcoin rồi, bây giờ mình qua chứng khoán đi cho các bạn xem ha. Mô hình thằng đầu tiên này luôn ha, công ty FPT chắc ai cũng biết. À, các bạn sẽ thấy là mô hình cái nêm là nó xuất hiện liên tục và liên tục. À, đây đó, nhìn là thấy cái nêm này, có thể là các bạn sẽ bỏ qua cái khung thời gian là tuần đi cho dễ nhìn. À, tại vì thị trường chứng khoán Việt thì nó rất là nhỏ, tín hiệu nhiễu rất là nhiều, khung thời gian càng lớn thì càng ít nhiễu. Đây các bạn thấy không, chu kỳ giá giảm này ha, đây đó cái nêm thấy chưa. Đó, ai mua cổ phiếu FPT vào cái ngày là 11 tháng 2 thì bây giờ đã lãi bao nhiêu phần trăm rồi? Lãi là 10, 15% rồi này, thấy không? 15% trong vòng 3 tháng. Đó. Còn đây thì sao? Khi nào thì cổ phiếu tăng là khi nào thì biết nó giảm. Đó. Khi nào thì cổ phiếu nó tăng và nó kết thúc các bạn. Các bạn thấy cái mô hình cái nêm này. Mình là tại vì để cũng giờ tuần nên mình vẽ luôn những cái râu nến này nhá. Ừ. Đây này. Đây là một cái đỉnh này ha, một giá đóng cửa lúc nào cũng quan trọng hơn là giá cái râu nến nha các bạn. Đây là giá đóng cửa một thằng này ha, giá đóng cửa hai thằng này, mình kéo ra này cho dễ nhìn ha. Một cái giá đóng cửa, hai cái giá đóng cửa này. Rồi sau đó sao, mình sẽ nối những cái giá đóng cửa này lại. Đó. Giữ cổ phiếu FPT thì phải giữ tới một lúc nào đó chúng ta bán, cổ phiếu nó không thể tăng mãi được. Đó. Vậy khi nào thì bán? Đó, khi cái mô hình cái nêm này bị phá qua này thì chúng ta bán ra. Đó. Đây chính là lúc để bán ra, không có giữ nữa, rồi bán ra xong rồi chờ giá tốt rồi mua vào. Và mô hình cái nêm nó xuất hiện rất là nhiều và xuất hiện liên tục, hầu như các bạn nhìn đâu cũng thấy cái nêm, nhất là ở cái chu kỳ là đỉnh của một sự tăng giá và đáy của một sự giảm giá. Rồi giả sử như là cổ phiếu rồi đúng không, rồi Bitcoin rồi đúng không, rồi bây giờ mình qua thị trường vàng đi ha, đầu tư vàng đi cho các bạn thấy này, hầu như là mình nói rồi, các bạn học cái chuỗi video của mình, các bạn đầu tư trong cái thị trường nào cũng được, không có nhất thiết là phải gò bó mình trong một thị trường tài chính nào đó. Đây là vàng này, trong những ngày vừa qua nó tăng là chóng hết cả mặt. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là một mô hình cái nêm nó như thế này, đây đây cái xu hướng này, được chưa? Rồi cái thằng này cũng là đây như thế này, chúng nó kéo như thế này đó. Giá nó sẽ liên tục nó dao động trong cái vùng này, trong cái vùng này càng ngày càng hẹp lại, và tới khi mà nó bứt phá qua một bên nào đó thì nó sẽ tăng và tăng lên rất là mạnh đó, tăng lên nữa, phải nói là tăng chóng hết cả mặt luôn đó. Tăng mà không kịp tăng, mà giả sử như ai mà mua ở đây nhá và tăng lên tới đây là tiền về là đếm không kịp luôn, vàng nó tăng, ai mà đầu tư vàng là tăng tiền về đếm không kịp. Đó, các bạn thích mô hình, thích cái nào nữa, thích cổ phiếu nào nó thích cho thôi, các bạn đâu có ly đâu nhỉ, ly stream thì được, chứ còn bây giờ mình chọn đại đi ha, đại chọn cái nền Canada Thụy Sĩ đi ha. À, switch với Canada, đây cái nền xuất hiện nhiều lắm, nhìn thấy rồi, đây một cái chu kỳ gọi là như này đúng không, như này. Đó, và các bạn thấy là bỗng nhiên là có những cái cây nến mà nó phá vỡ qua cái nêm và nó đi xuống mạnh và nó phá giá đóng cửa của những thằng này. À, đây là một cái đáy này, một cái đáy được chưa, một cái đáy được chưa, hai cái đáy nối lại thành cái đường này, một cái đỉnh này nối lại thành đường này, và khi mà giá nó bứt qua như thế này thì nó đi xuống tiếp. Đó, rất là dễ thôi. Ở đây nữa này, đây để qua 4 giờ cho các bạn dễ nhìn nhé. Đầu tư Bitcoin hay đầu tư gì, tại sao mình lại lại đầu tư là thành công như thế, là vì mình biết mình đang làm gì. Đây nè, được chưa, rồi đây nè, đó rồi sau đó thì sao, sau đó thì giá nó phá qua đây này, bán ra đây, đặt stop loss đây, rồi chốt kèo ở đây, tiền về rồi, thế nhá.
Chúc các bạn một ngày chủ nhật thật là nhiều niềm vui. Mình thì làm video chia sẻ thế thôi, nên là mong các bạn là học được những cái kỹ năng đầu tư thật là hiệu quả trong thị trường tài chính. Biết thì kiếm được rất là nhiều tiền, còn không biết thì chỉ có đem tiền vào đây nạp thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, thì chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Và nhớ share video cho bạn bè người thân nữa thứ hai nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.